Chào mừng các bạn đến với DH Academy. Buổi trước, chúng ta đã cùng thực hiện kết nối tới cơ sở dữ liệu SQLite và thực hiện các thao tác thêm, sửa, xóa đối tượng movie. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang kết nối tới cơ sở dữ liệu SQL Server và thêm dữ liệu mẫu cho đối tượng này nhé. Trước hết, chúng ta cần cấu hình lại chuỗi kết nối trong file appsettings.json. Các bạn cần chú ý đến các thông tin như server, database name, user và password. Kiểm tra file và nếu package chưa được cài đặt, hãy sử dụng lệnh .net add package để thêm. Đảm bảo rằng bạn đã cài đặt package để làm việc với SQL Server. Chúng ta sẽ cấu hình kết nối trong file program CS. Sau đó, chỉ cần sửa một chút trong program CS là bạn đã sẵn sàng. Lưu ý, khi thay đổi cơ sở dữ liệu, đừng quên thực hiện lại migrations để cập nhật cấu trúc cơ sở dữ liệu. Ngoài ra, mình muốn giới thiệu một extension hữu ích giúp bạn quản lý cơ sở dữ liệu trực tiếp trong Visual Studio Code. Bạn chỉ cần điền chuỗi kết nối và có thể quản lý cơ sở dữ liệu dễ dàng. Tiếp theo, chúng ta sẽ tạo các bản ghi mặc định cho đối tượng. Điều này sẽ giúp chúng ta có một lượng dữ liệu mẫu ngay khi chạy lại dự án. Hãy tạo file seeddata.cs. Kiểm tra nếu đối tượng chưa có bản ghi nào thì thêm các bản ghi mẫu vào. Sau đó, gọi seeddata trong program.cs. Cuối cùng, kiểm tra lại bằng cách xóa các bản ghi đã thêm và chạy lại dự án. Nếu mọi thứ hoạt động đúng, bạn sẽ thấy 4 bản ghi mẫu được tạo tự động theo cấu hình. Nếu các bạn thấy video hữu ích, đừng quên nhấn like và subscribe cho kênh DH Academy để không bỏ lỡ những nội dung lập trình hấp dẫn tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong các video sau.